Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số PCI của Hưng Yên đã liên tục cải thiện trong những năm gần đây, đạt đến 67,91 điểm vào năm 2022, đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Chương trình hôm nay sẽ có những phân tích sâu sắc dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế, chuyên gia phân tích dữ liệu về PCI để giúp quý vị hiểu hơn về sự nỗ lực và bứt phá của Hưng Yên cho việc thăng hạng chỉ số PCI. Còn bây giờ, chương trình sẽ chuyển tới quý vị những tin tức tài chính, thị trường, các sự kiện kinh tế trong tuần chúng tôi vừa cập nhật. Hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ triển khai các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm túc kết luận số 232 và thông báo số 321 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các khu cụm công nghiệp và thu hút đầu tư. Đối với những dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thì cần phải hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, nhanh chóng giải quyết các khó khăn trong vấn đề giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công thời gian sớm nhất. Đối với những khu công nghiệp đang hoạt động thì cần phải có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo đúng quy định, nhất là các công trình bảo vệ môi trường như hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung. Thực hiện kết luận số 49 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện với mục tiêu đến năm 2030 quy hoạch và đầu tư một số tuyến đường sắt nội tỉnh như tuyến kết nối đô thị Văn San thành phố Hưng Yên, tuyến kết nối ga Lạc Đạo thành phố Hưng Yên và tuyến trong hành lang DT378B, đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng, đảm bảo liên kết mạng lưới đường sắt nội tỉnh với đường sắt quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 12 năm 2023 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Theo nghị định, sẽ gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1 và quý 2 trong thời gian 3 tháng. Đối với tiền thuê đất sẽ được gia hạn 50% trong thời gian 6 tháng. Đối với thuế giá trị gia tăng cũng được gia hạn trong thời gian từ 3 đến 6 tháng tùy từng thời điểm tính thuế. Đối tượng được gia hạn gồm doanh nghiệp, tổ chức hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực được quy định tại nghị định. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý về nguyên tắc giao Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết về giảm thuế VAT theo trình tự thủ tục rút gọn. Đề xuất giảm 2% mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế xuất 10% còn 8%, giảm 20% mức tiền lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh, bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10%. Dự kiến thời gian áp dụng sẽ được tính từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đánh giá tác động của việc giảm thuế lần này, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 5.800 tỷ đồng trên một tháng. Nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm thì tương đương khoảng 35.000 tỷ đồng. Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tín dụng chưa đạt 1/5 quãng đường để đạt mục tiêu tăng trưởng 14-15% trong năm nay. Trong khi đó, sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực suy giảm đã khiến dòng vốn ứ đọng trong ngân hàng. Theo số liệu thống kê, tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến nay đạt trên 2% so với cuối năm 2022, chưa bằng một nửa so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm trước là 5,04%. Tăng trưởng tín dụng thấp là tín hiệu cảnh báo khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế khá chậm, đòi hỏi cần đẩy nhanh các giải pháp hỗ trợ tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho thấy, trong quý đầu năm, doanh số của 5 thành viên đã đạt tổng cộng gần 635.000 xe máy, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn đến 23,7% so với quý 4 năm 2022. 3 tháng đầu năm, thị trường xe máy Việt Nam đang ghi nhận mức chênh lệch giữa sản xuất và bán ra là gần 133.000 chiếc. Tình trạng cung vượt cầu hiện tại đã ít nhiều ảnh hưởng đến giá bán các dòng xe máy, đặc biệt là xe tay ga tại thị trường Việt Nam.
đơn cử như Honda E-Blade 125 hay SH350i và Vario 160 đang được bán thấp hơn mức đề xuất chính hãng. Hưng Yên đón nhận tin vui về sự thăng hạng vượt bậc của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022, tăng tới 25 bậc và xếp thứ 14 trên cả nước. Đây cũng là năm Hưng Yên đạt thứ hạng cao nhất trong 18 năm VCCI công bố chỉ số này. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về sự bứt phá này với sự phân tích sâu sắc của ông Lê Văn Phúc, chuyên gia kinh tế và phân tích dữ liệu PCI, dự án PCI AEO của USS, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Vâng, trước tiên thì rất là cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn chương trình tạp chí Kinh tế Phổ Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa ông, là một chuyên gia kinh tế và chuyên phân tích các dữ liệu về PCI, thì ông đánh giá như thế nào về kết quả thăng hạng vượt bậc của PCI Hưng Yên trong năm 2021-2022, đặc biệt là trong năm 2022 vừa qua? Vâng, trước hết tôi xin gửi lời chào tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Kinh tế Phổ Hiến của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Và đúng với chị đã chia sẻ thì chỉ số PCI của tỉnh Hưng Yên đã liên tục được cải thiện trong những năm gần đây. Điểm là năm 2022 đạt đến 67,91 điểm, đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành được xếp hạng và tăng đến 25 bậc so với năm 2021, thuộc nhóm các tỉnh thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI năm 2022. Và chúng ta thấy rằng là với cái mức tăng 4,15 điểm so với năm 2021 thì tỉnh Hưng Yên cũng đã vượt cái chỉ tiêu được đặt ra theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh là tăng từ 1,6 đến 2,5 điểm trong năm 2022. Chúng ta thấy rằng đây cũng là năm mà tỉnh Hưng Yên đạt được số điểm và mức thứ hạng cao nhất kể từ khi chỉ số PCI thực hiện chấm điểm và xếp hạng các địa phương trong vòng 20 năm qua. Và chúng ta phải nhìn nhận một cách rất là thẳng thắn rằng ấy, tỉnh Hưng Yên đã và đang nỗ lực để cải thiện và tạo dấu ấn của riêng mình khi tăng đến 39 bậc từ năm 2020 cho đến nay. Thực ra thì không nhiều địa phương có kết quả tăng hạng vượt bậc như thế, thậm chí là một số những cái địa phương ấy, là trung tâm kinh tế xã hội lớn cả nước, chẳng hạn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta chứng kiến cái sự sụt hạng rất là nghiêm trọng của những cái tỉnh thành này trong cái bảng xếp hạng PCI vào năm 2022. Và nếu mà chúng ta đứng ở góc độ về mặt thống kê ấy, thì chúng ta có thể thấy được một cái số tương quan nó khá là rõ rệt giữa điểm số PCI và cái tình hình kinh tế xã hội của một địa phương. Trên thực tế thì cái sự tăng hạng của cái chỉ số PCI trong năm 2022 cũng đi kèm với những cái kết quả phát triển kinh tế ấn tượng của tỉnh Hưng Yên trong những cái năm qua. Chẳng hạn như tôi có thể điểm qua một số các cái chỉ tiêu về mặt kinh tế như là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước và nó vượt xa so với kế hoạch là tăng từ 7 đến 7,5%, đứng thứ năm của cả nước. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Những cái số liệu trên thì nó minh chứng cho thấy những cái dấu hiệu tích cực về tình hình kinh tế xã hội và cũng như là phản ánh cái niềm tin của người dân nghiệp đối với những cái cải cách của chính quyền địa phương cụ thể ở tỉnh Hưng Yên trong cái thời gian qua. Vâng, thưa ông, trong 10 chỉ số thành phần thì Hưng Yên có tới 3 chỉ số đứng trong top 10 của cả nước và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số này. Thưa ông, là với chỉ số tiếp cận đất đai của Hưng Yên thì đã đứng thứ 5 cả nước. Vậy thì chỉ số này được tính toán dựa trên những cơ sở nào ạ? Vâng, nếu mà chúng ta đi sâu mà phân tích vào 10 cái chỉ số thành phần ấy thì tỉnh Hưng Yên có đến 4 cái chỉ số thành phần tăng điểm và 5 cái chỉ số thành phần thăng hạng so với năm 2021. Trong đó nổi bật nhất là chỉ số tiếp cận đất đai, chúng ta tăng lên 36 bậc, chỉ số chi phí không chính thức thì chúng ta tăng 40 bậc và chỉ số thiết kế pháp lý an ninh trật tự chúng ta cũng tăng 33 bậc so với bảng xếp hạng năm 2021. Trước hết thì chúng ta có thể phân tích về chỉ số tiếp cận đất đai. Thực ra đây là một chỉ số phản ánh cái mức độ dễ dàng trong việc tiếp cận đất đai cũng như là tính ổn định về cái sử dụng đất của doanh nghiệp. Ở cấp độ địa phương ấy thì chính quyền tỉnh, chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ là chính quyền tỉnh Hưng Yên thì có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai dễ dàng hơn thông qua rất nhiều những cái biện pháp khác nhau, từ việc là chúng ta xây dựng cái quy hoạch đất đai hợp lý, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng các cái quỹ đất sạch cho các cái nhà đầu tư, chúng ta minh bạch và chúng ta chủ động cung cấp thông tin về quy hoạch tới các doanh nghiệp, cho đến việc là chúng ta phải nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chúng ta hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp để giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những cái vướng mắc cho doanh nghiệp trong các cái thủ tục liên quan khác, chẳng hạn như là cấp phép xây dựng để doanh nghiệp có thể nhanh chóng thiết lập các hoạt động trên cái mặt bằng kinh doanh đã có. Và trong PCI ấy, thì cái chỉ số này sẽ được tính toán thông qua 14 cái chỉ tiêu nhỏ và nó đo lường đánh giá của doanh nghiệp đối với các khía cạnh trên. Năm 2022 thì chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh Hưng Yên là đứng thứ 5 của cả nước và chúng ta chỉ xếp sau Đồng Tháp, Thái Nguyên, Lâm Đồng và Bà Rịa Vũng Tàu. Tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn về thiếu quỹ đất sạch của tỉnh Hưng Yên chỉ là 9% thôi, trong khi tỷ lệ trung vị của nước là 22%, thậm chí có những cái tỉnh cao nhất lên đến 47%. Và con số đứng thứ 5 cả nước như vậy thì đã nói lên điều gì ạ? Điều này nó ghi nhận một cái sự tiến bộ đáng kể của tỉnh Hưng Yên trong công tác cải cách quy hoạch, những cái sự quyết liệt trong giải phóng mặt bằng cũng như cải cách của thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
tôi cũng phải cung cấp thêm một thông tin nào lưu ý, đó là năm 2022 thì tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng được gần 1.000 hectare đất khu công nghiệp, đạt hơn 150% chỉ tiêu kế hoạch. Và một số khu công nghiệp nó có những tiến bộ giải phóng mặt bằng rất là nhanh, chẳng hạn như là khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 5 hay khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Phú Nuôi A. Thì đây là điều kiện quan trọng để chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục hoặc thực hiện các bước tiếp theo trong việc thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại địa phương và tạo việc làm cho người lao động. Trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là tiếp cận đất đai là một lĩnh vực nó khá là nhạy cảm, và cái chính sách pháp luật về lĩnh vực đất đai này nó cũng rất là phức tạp, nó chồng chéo lẫn nhau và thường xuyên điều chỉnh và bổ sung. Chính vì vậy mà cái kết quả đạt được như trên ấy, thì nó cũng là một quá trình, và chúng tôi ghi nhận là một cái nỗ lực rất là lớn của tỉnh và các cơ quan, các đơn vị địa phương trong tỉnh trong việc là cải thiện các cái chỉ số về tiếp cận đất đai trong cái bảng xếp hạng PCI năm 2022. Thưa ông, là về chỉ số không chính thức thì Hưng Yên xếp thứ hạng thứ 7 trên cả nước, và kết quả đó thì thể hiện điều gì về môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hưng Yên ạ? Vâng, cảm ơn chị Anh về các câu hỏi vừa nãy. Trên thực tế thì cái chỉ số chi phí không chính thức ấy, được sử dụng để đo lường các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để chi trả các khoản phí nó không liên quan tới sản xuất đầu tư và các khoản phí bất thường khác trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Ở trong PCI ấy, thì chúng tôi đo lường thông qua rất nhiều những cái chỉ tiêu thành phần, những cái chỉ tiêu nhỏ khác nhau, chẳng hạn như là tỷ lệ doanh nghiệp chi trả cái chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra kiểm tra, hay là tỷ lệ doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, sửa đổi đăng ký kinh doanh, hoặc là tỷ lệ các doanh nghiệp mà chi trả cái chi phí không chính thức trong một số những cái lĩnh vực đặc thù, chẳng hạn như là thuế, là phòng cháy chữa cháy, là xây dựng hay là môi trường. Và với việc tăng 40 bậc trong năm 2022 và đứng thứ 7 trên 63 tỉnh thành, thì Hưng Yên là một trong số các tỉnh thành hiếm hoi trên cả nước có một cái mức tăng vượt bậc trong chỉ số chi phí không chính thức. Điều này thì nó cũng thể hiện được là tỉnh đã có những cái bước chuyển mạnh mẽ trong việc tạo ra một cái môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thân thiện cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia trên cái địa bàn tỉnh. Thưa ông, là chỉ số pháp lý và an ninh trật tự của Hưng Yên thì cũng đứng thứ 10 cả nước. Ông đánh giá gì về kết quả này? Chúng ta có thể hiểu cái chỉ số pháp lý và an ninh trật tự thì đo lường cái lòng tin của doanh nghiệp đối với hệ thống của tòa án, đối với hệ thống tư pháp tại địa phương, và nó được phản ánh thông qua 18 cái chỉ tiêu nhỏ hơn trong PCI. Năm 2022 thì cái chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự của Hưng Yên xếp hạng 10 trên 63 tỉnh thành và cải thiện rất là đáng kể từ thứ hạng 43 trong năm 2021. Thực sự là một cái sự tăng trưởng rất là vượt bậc. Một số điểm của doanh nghiệp đánh giá rất là cao, như có đến 96% doanh nghiệp đánh giá cái sự phán quyết của tòa án tại tỉnh Hưng Yên là công bằng, và đến 97%, gần 100% doanh nghiệp đồng ý rằng các tòa án xét xử các vụ kiện kinh tế là đúng pháp luật, cao hơn rất nhiều so với cái mức trung vị chung của cả nước. Chúng ta thấy rằng là điều này cho thấy là cái nỗ lực của hệ thống tòa án, cái tư pháp của địa phương trong việc nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, đặc biệt là trong vấn đề giải quyết tranh chấp kinh tế cũng như là giải quyết những khiếu nại và tố cáo của doanh nghiệp, của các nhà đầu tư, qua đó thì nâng cao được cái sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp vào cái sự công bằng và bảo vệ của hệ thống pháp luật địa phương. Và rõ ràng đây là một cái điểm mà Hưng Yên cần phải phát huy trong cái thời gian tới, và các cái địa phương khác thì có thể học tập những cái sáng kiến của tỉnh Hưng Yên trong cái việc là nâng cao được các cái chỉ số về pháp lý và an ninh trật tự này. Thưa ông, là trong bộ chỉ số thành phần thì vẫn có những chỉ số mà Hưng Yên chưa đạt được như kỳ vọng, ví dụ như là về chỉ số tính minh bạch hay là chỉ số về gia nhập thị trường. Vậy thì để cải thiện những chỉ số này thì Hưng Yên nên có những hướng đi như thế nào ạ? Chúng ta cần nhìn một bức tranh mang tính chất tổng thể hơn về cái môi trường kinh doanh của từng địa phương. Có nghĩa là bên cạnh những cái chỉ số thành phần gia tăng thì chúng ta cần phải xem xét đến những chỉ số thành phần giảm điểm. So với tỉnh Hưng Yên ấy, thì mặc dù là cái mức giảm này là không cao, nhưng nó cũng chỉ ra những cái trụ cột mà Hưng Yên cần phải cải thiện trong những cái năm tiếp theo, chẳng hạn như là gia nhập thị trường, chẳng hạn như là tính minh bạch, chẳng hạn như là chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hay thậm chí là đối với cái vấn đề đào tạo lao động là một cái vấn đề mà nó rất là nan giải đối với tỉnh Hưng Yên trong những cái năm vừa qua. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều để phải làm để có thể cải thiện những vấn đề trên, từ việc là phải nâng cao hiệu quả qua chính sách thu hút và đào tạo lao động tại địa phương, tăng cường tính minh bạch và tiếp cận thông tin thông qua những cái ứng dụng, những cái chuyển đổi số trong dân cư tỉnh và khu vực công, hay thậm chí là học hỏi sáng kiến để cải thiện môi trường kinh doanh của các cái địa phương khác trên cả nước. Một cái điều quan trọng mà tôi cho rằng là mũi cốt lõi trong việc là thúc đẩy cái việc cải thiện môi trường kinh doanh ở Hưng Yên trong thời gian tới, đó chính là yếu tố con người. Có nghĩa là từ cán bộ công chức cho đến lãnh đạo tỉnh, chúng ta đồng lòng, chúng ta cùng thực hiện một cái mục tiêu mà tỉnh Hưng Yên đã đề ra trong thời gian vừa qua để thúc đẩy cái môi trường kinh doanh, đó là người dân là trung tâm và doanh nghiệp là đối tác, để từ đó thì có thể là xây dựng một cái chính quyền phụng sự đồng hành và cùng với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên toàn tỉnh. Vâng, rất là cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Vâng, qua cuộc trao đổi của chương trình với chuyên gia kinh tế Lê Văn Phúc đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về sự bứt phá của tỉnh Hưng Yên trong nỗ lực chinh phục các chỉ số PCI. Qua gợi mở của chuyên gia, chúng ta thấy Hưng Yên còn nhiều việc cần phải làm
để sớm được xếp hạng vào top 5, top 10 những tỉnh, thành phố có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh tốt nhất quốc gia. Đến đây, thời lượng của tạp chí Kinh tế Phố Hiến đã hết. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau.